Thượng nặng quá đại ca. Đang rực như này nó quay ra kia đi, mày quay hết mồm tao. Xin lỗi. Mà bây giờ mày hút thuốc nào, mày hút thuốc nào đúng cách nhá, với phòng dịch bệnh nhá. Đưa điếu đây, một trăm phần tao em à. Đấy mày thấy không, hút thuốc nó như thế vừa giữ vệ sinh cho mình, vừa giữ vệ sinh cho cộng đồng, hiểu không? An toàn là cho mình trên hết. Thoại này. Alo. Hả? Không nghe gì hả? Này dạ. Nói chuyện qua điện thoại bị lêu mày. Có đại ca. Ôi thế. Được rồi. Sóng anh kém à? À anh nghe rồi, nghe rồi. À rồi. Được được, cái này anh làm được. Cố yên tâm. Nhá. Ok ok. Mày gọi luôn 500 anh em lên đây. Có việc chúng mày làm ở đây. Ủa, giờ đi mà cần nhiều người vậy anh? Nhiều không phải việc của tao. Cứ gọi đi. Dạ vâng ạ. Thế con phải dặn anh em đeo khẩu trang mà. Có chứ. Thế em sợ không đủ đâu anh. Khẩu trang mày đắt lắm. Ôi cái thằng này. Tí xong việc tao phát cho mỗi thằng một cái. Về dặn dùng dần. Không phải lo. Gọi cho nó đi. Vâng vâng, đây để em gọi ngay. Alo. Chúng mày đang đâu ấy? Ra lên quán trà chanh có tí việc nhá. Nếu là anh lên được quán trà ấy. Được rồi. Ôi thằng này, tao bảo rồi. Thôi bây giờ kia, dịch bệnh thì đang căng thẳng. Cái gì cũng tăng giá, biết cũng được bao tiền đâu. Nó ở đây ai uống? Vâng, xin lỗi ạ. Hai đại ca uống tao uống nước của em đi. Kiên sư mày, đi đổ nước vào đầu mày không? Ôi nước đắt, anh không uống, em uống. Uống nhanh khẩn trương, gọi với thằng đến đi. Muộn hết việc rồi. Ô hai thằng này, chúng mày đi kiểu gì ấy? Chúng mày biết tao là ai không? Thế ông là ai? Bố mày đại ca của mày đây. Ui, đại ca. Đại ca bịt kín quá, em chẳng nhìn thấy gì, em tưởng ai. Chúng mày vớ vẩn. Cái thằng này, 498 thằng nữa đâu? Sao hai thằng này? Ơ nhỉ. Ơ thế hai thằng này, có cái đâu? Dạ, chúng nó đi ăn nhân viên chưa phải anh ạ. Ui, tầm này chúng nó đi ăn nhân viên cơ. Thế hôm qua hai thằng mày đi ăn không? Dạ có, nhưng chúng em đi về trước ạ. Ui ui. Thế tao giận chúng mày ra đây phải mặc khẩu trang mà chúng không ra không mà. Dạ em biết, nhưng mà nhà có mỗi cái, tối qua đi hát bị gái cướp mất đại ca. Chúng mày cứ chủ quan thế, có phải chết cả lũ. Thôi, cất xe đi vào đây, người ta bàn công việc đây. Bây giờ mình đi đâu hả chị? Cho chị ra sân bay, chị có việc cần giải quyết. Bây giờ đang dịch, chị ra ngoài ít thôi, nguy hiểm lắm. Chú buồn cười, có việc thì vẫn phải đi chứ. À đây, nói mới nhớ, chú có đem khẩu trang cho chị không đấy? Ôi, em quên mất, hôm qua hết rồi. Thôi để tí nữa đi dọc đường em mua cho. Nhớ mua đấy. Khẩu trang bây giờ nó còn quan trọng người phải ăn cơm ý. Biết chưa? Ừ đúng, chị nói chí phải đấy. Ăn cơm bây giờ cũng phải đeo khẩu trang chị ạ. Thôi đi khẩn trương lên, một giờ của chị rồi. Sau khi đợt dịch này, chắc em trắng tay chị ạ. Sao thế? Đầu tư hay làm ăn gì ạ? Thì có gì đâu, tại em rửa tay nhiều, bạc hết cả tay. Mày cứ sợ linh tinh. Chị còn đang sợ mất trắng 5 tỷ đây này. Ôi ôi, chị đầu tư buôn khẩu trang hay sao mà mạnh tay thế? Đây, thì tao cũng có 5 tỷ trong tay đây. Có dám rửa tay đâu, sợ nó bạc mất. Ôi ôi, chị vui tính phết nhỉ. Chuyện tao mà lại, phải lọc quan yêu đời lên chứ. Em gửi anh nhá, ra đường đeo khẩu trang anh nhá. Rồi anh, cảm ơn. Gửi cô nhé, cô ra đường đeo khẩu trang của cô nhé. Xin cảm ơn. Anh gửi em này, ra đường nhớ đeo khẩu trang của em nhé. Mà em thấy đeo khẩu trang sợ bỏ bố rồi. Sao mà sợ? Thì em thấy bây giờ toàn khẩu trang cắt cổ, ai mà dám đeo. Đấy là giá nó cắt cổ chứ. Khẩu trang nào nó cắt được cổ mày. Mình bây giờ phải bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người khác nữa. Mà thôi đi đi, nhớ mua khẩu trang đấy. Hình như ngoài kia phát khẩu trang miễn phí kìa. Ơ cái thằng này buồn cười nhở. Mình là người có tiền, không mua ủng hộ người ta thì thôi, sao phải đi xin. Ui ôi, tầm này còn liêm sỉ gì nữa chị. Thôi rồi, để em xuống. Ai không lấy em lấy hết. Ok ok. Làm gì đây? Làm gì đây? À, mày bị giảm tháng nào, mày đứng lên mày phát khẩu trang miễn phí. Anh là ai?
anh định làm cái gì? Tao là ai á, để tao gọi đại ca tao đến nhá. Đại ca, bây giờ xử lý thằng này như thế nào? Thằng này, ai cho mày đứng đây phát khẩu trang? Biết đây đất ai không? Mấy anh hay nhỉ? Tôi phát khẩu trang là vì cộng đồng, mà đây là đất nhà nước, chả đất của ai cả. Tao nói cho mày biết này, đất này là của anh em bọn tao. Đúng không cho anh em? Dạ, đúng ạ. Nghe chưa? Anh à, nhưng không đủ 500 anh yên ạ. Đại diện được rồi. Thấy chưa? Các anh định làm gì? Mày thừa tiền mày đi phát miễn phí đúng không? Tôi không thừa tiền, nhưng mà tôi thấy việc làm đó là cần thiết. Cần thiết à? Anh em tao đang cần đây. Mày có đủ 500 cái cho anh em tao không? 500 á? Chỗ này làm gì đủ 500 anh em? Không, mày không nghe tao nói à? Đây chỉ đại diện thôi. Đưa khẩu trang đây. Xin lỗi, tôi lại không mang đủ ở đây. Không mang đủ á? Anh em! Dạ! Cho mày không? Mày! Thứ này! Ê! Ê! Các anh làm trò gì đây? Đại ca gái xinh à? Xinh thì xưa mày. Quê em có việc gì ấy? Giữa bằng ngày ban mặt mà anh đánh người thế à? Chắc lạnh quá chúng mày ra đây tập thể dục đúng không? Ông anh nói chi có chuẩn. Đánh người ta tí mật như thế kia. Nó láo, phải dậy đó. Việc của em à? À, không phải chuyện của tôi. Nhưng mà các anh đánh người như thế này thì chắc chắn là có lý do đúng không? Lại thêm đứa thích xem chuyện thằng này à? Cô em biết đây đất của ai không? Đại ca nhưng bảo đất nhà ai? Đó bảo đất nhà nước ấy. Người ta đang phát khẩu trang miễn phí cho người dân, sao anh lại đánh họ? À, hóa ra cô em đến đây định tranh giành khẩu trang với 500 anh em bọn tôi à? Không có đâu. Thế nếu thế thật thì sao? 500 anh em chuẩn bị. Ô, mày nhìn đâu ấy? Ô đây mà. Ô Tôm. Dạ. Gặp rồi. Ô, sao? Làm gì vậy? Ôi, đánh nhau đi chầm gió ấy. Tao đang đánh nhau đấy. Chúng mày không đề phòng à? Ừ. Mày đùa tao đấy à? Mày tính tao đánh như người không? Thế các chú đã nghe vũ khí sinh học chưa? Sinh học á? Tao không biết. Ngày xưa tao yếu sinh lý, rốt văn sử đi ạ. Người không biết. Chúng mày biết đâu? Thằng kia biết đâu? Anh em tao không biết. Thế thì chúng mày quá kém. Chịu khó xem thời sự vào. Chúng mày có biết nCoV là gì không? Bọn tao biết. nCoV đấy là sô-cô-la. Đã sao rồi? Corona. Corona. Ờ, Corona. Thế chúng mày có biết tao vừa bắn cái gì vào mặt chúng mày không? Bắn nước bọt đúng không nhỉ? Không phải là nước bọt. Tao vừa tặng cho chúng mày mỗi đứa một con thú cưng đấy. Thú cưng gì anh? Thú cưng đẹp không anh? Đẹp. Đẹp từ cái tên. Hàng sách tây đấy chúng mày ạ. À. Sách tây ở đâu vậy? Thì ở bên Vũ Hán. Vũ mày háng ngay hấp dẫn phết nhở. Đây tao thích à? Anh ơi, có giống của chị này không anh? Không giống đấy. Mày chốt vậy. Ở Vũ Hán đấy. Chưa đại ca, mình bị lây rồi. Ui. Mày, em bình tĩnh, để tao xử lý. Thế chúng mày biết sợ chưa? Tao có khẩu trang là tao không sợ. Thế mày nghĩ có khẩu trang mà an toàn à? Nó đang bò lồm ngồm trong bồ mày đấy. Ui. Chúng mày làm gì đấy? Ôi, này. Đây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tao. Anh ơi, xem anh cứu em. Em rất chân thành cảm ơn cái lòng tốt của anh. Nhưng mà cái con thú cưng của anh ấy em không dám nhận đâu. Đúng rồi, anh ơi, cho em trả lại. Nhưng mà tao đỡ chuyển cho chúng mày rồi. Thế bây giờ tao lấy lại làm sao được? Anh ơi. Có thêm mày vẫn muốn lấy thêm nữa à? Đúng rồi. Thôi chị ơi. Chị cho em truyền con thú của em sang người chị được không? Mày có thích truyền không? Tao cũng từ Vũ Hán về đấy. Này chị ơi, em xin thuốc giải anh chị ơi. Thuốc giải hả? Được. Thế chúng mày nói cho tao biết tại sao mày đánh người ta? Dạ, em thú thật với chị là em có đứa em gái là bán khẩu trang ở gần đây. Thằng dở hơi này lại ra đây nó phát khẩu trang miễn phí. Làm không ai mua khẩu trang con em gái em. Thế là nó nhờ em dê phá thằng này. À, hóa ra là trò mèo à? Người ta thì đi phát miễn phí, mình lại kinh doanh trục lợi. Cậu phải nói với em cậu là cẩn thận đấy.
không thể báo công an đấy, biết chưa? Vâng, em biết rồi chị ạ. Chị cho em xin thuốc giải ạ. Thuốc giải cái gì? Mau đưa người ta dậy đi. Ờ. Ê, anh cảm ơn em nhé. Không có gì đâu anh ạ. Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi. Xã hội này rất cần những người như anh. Thôi anh xin phép đi phát nốt cái số khẩu trang còn lại. Ôi, đứng lại gì? Chị ơi, chị cho em xin thuốc giải cho chị ơi. Chị ơi, cho em xin thuốc giải. Được, sẽ có thuốc giải với điều kiện các cậu giúp anh này phát cái khẩu trang đi. Ui, tưởng gì, việc này đơn giản. Anh biết có khẩu trang này, vậy anh phát hộ cho. Rồi xuống ngay, đi lấy khẩu trang phát cho anh đấy nào. Thôi, đi về đi chị. Khoan, từ từ em. Anh có cái khẩu trang này để tặng cho anh. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Đây, chị không nghe em, làm gì có khẩu trang mà dùng. Ờ chị ơi, em nhờ tí. Có chuyện gì đấy? Ờ thế anh chị, có thuốc giải của bọn em. Chị đùa chúng mày thôi. Chị mà từ Vũ Hán về thì cách ly lâu rồi. Ngây thơ thế. À đủ. Ủa đại ca, mình bị lừa. Tại chúng mày nhắn chết đấy. Tại đại ca. Mẹ, đi vào.